Vâng, xin mời anh Dũng. Xin chào Vâng, chào anh Dũng. anh Vâng. Cường và tất cả các bạn đang có mặt theo dõi chương trình. Thì theo dõi tham dự từ đầu chương trình tới giờ thì tôi cũng có bật sang bên phần những câu hỏi ấy, bên phần bình luận thì cũng có rất nhiều câu hỏi là có những người nói rằng là tức là trên cái phương diện là nói rằng như anh Đinh Hồng Cường vừa trả lời ấy là tại sao lại chọn một cái bộ trang phục của người Kinh để làm quốc phục mà đất nước mình thì 54 dân tộc, và có một bạn là cũng có nói rằng là tại sao không thiết kế một bộ trang phục mà mang cái sắc thái của 54 dân tộc. Thì tôi cho rằng cái việc đấy là không bao giờ có thể làm được. Nói về chọn đại diện cũng như là ngôn ngữ thì một đất nước nào cũng chọn một ít nhất là một cái ngôn ngữ để làm cái ngôn ngữ chung chung đất nước, thì bộ quốc phục cũng như thế. Và như anh Đinh Hồng Cường cũng đã nói thì cái khi mà Triều Nguyễn mà chỉ dụ ban hành chọn cái bộ trang phục này là cái áo ngũ thân này là quốc phục ấy, thì bộ vì nó là bộ thường phục cho nên là không phân biệt vùng miền, không phân biệt các tầng lớp. Đấy, thì tôi thấy chọn cái bộ áo ngũ thân này để làm quốc phục là hoàn toàn là đúng đắn. Thứ hai nữa là tôi thấy là qua hình ảnh, và tôi vì tôi công tác ở ở công tác dân tộc này thì đi các vùng miền tôi thấy có đồng bào Thái, đồng bào Mường thì hiện nay vẫn đang còn những cái bộ áo ngũ thân. Rất tiếc là tôi không thể đưa hình ảnh lên đây được, và tôi đã chụp những cái bộ đó và tôi xem thì đúng là áo ngũ thân. Thì như trước đây thì có một số các nhà hoạt động trong phong trào Tần Vương ấy, như ở Mai Sơn, Sơn La, thì những cái hình ảnh của gia đình đang còn để lại thì cũng tôi thấy cũng mặc bộ trang phục là áo ngũ thân và cũng vấn khăn. Thì là thứ nhất. Với thứ hai nữa là các cái một số cái bản người Thái ở Thanh Hóa hiện nay ở trên miền núi, như vừa rồi đi ở huyện Bát Thước thì tôi cũng có để ý về, thì sau một cái đám tang ấy thì tôi thấy người ta phơi trên dây phơi người ta treo một số cái bộ bộ áo ngũ thân màu đen. Thì tôi hỏi thì được biết là người dân ở đấy người ta nói là ngày xưa ấy, thì tức là khi mà đi làm việc các quan châu quan lang ấy thì vẫn mặc cái bộ áo đấy. Thế nhưng mà trải qua cái quá trình thì nam giới của người dân tộc Thái thì dần dần này cũng không không mặc cái bộ nữa, bộ đấy nữa, mà cũng mặc Âu phục như người Kinh. Thì đến bây giờ chỉ còn mỗi thầy mo, đấy thầy mo là mặc cái bộ đấy khi khi làm lễ. Và thứ hai nữa là cái người mà mất, người mất thì khi đưa vào quan tài thì cũng cho họ mặc cái bộ này, tức là cho họ mặc bộ này, không phải bộ này là để dành cho những người chết, mà có nghĩa là ngày xưa là đã từng cha ông đã từng mặc cái bộ đấy, thì đến khi lúc chết thì theo truyền thống cổ xưa mà thì là phải mặc một cái bộ áo như thế. Thì đấy tôi thấy thì không phải chỉ có người Kinh mới mặc cái bộ đấy, mà người dân tộc Thái mà tôi nhìn thấy thì đều đều mặc cái đấy. Thế thì tôi cũng đưa hình ảnh này trong một cái trang, một cái nhóm gọi là yêu câu lạc bộ yêu văn hóa Thái, thì mọi người cũng bình luận các thứ, thì cũng có những người bảo đây là của người Kinh, nhưng mà cũng có anh Hà Văn Thương trước đây là chủ tịch mặt trận Tổ quốc của tỉnh Thanh Hóa thì anh là người Thái, mà anh cũng có nói là các cụ ngày xưa là mặc bộ đấy, nhất là những người ra làm quan. Thì dưới thời triều đình phong kiến thì đương nhiên là đó là bộ lễ phục, thì đương nhiên là đến công sở hay đến công đường thì một số dân tộc ví dụ như Thái Mường thì vẫn mặc cái bộ đấy. Còn trong cái sinh hoạt bình thường hàng ngày thì mỗi dân tộc thì có trang phục riêng, cho nên là phải quay trở lại cái chỗ vấn đề các bạn nói là cái bộ này của người Kinh thì tại sao lại lấy của người Kinh để làm quốc phục.
Thì ngoài cái câu trả lời đấy của anh Đinh Hồng Cường trả lời ra thì tôi thấy rằng là tức là đã là cái bộ quốc phục thì là cái bộ chung, cái này là của người Việt Nam chứ không phải là chỉ của riêng người Kinh, cái này là của người Việt Nam đấy. Của người Việt Nam thì ai cũng cũng mặc, cũng giống như lá cờ cờ Tổ quốc hay là những cái bài quốc ca, thì không phân biệt dân tộc Thái, Mông hay Dao, ai cũng phải hiểu hát cái bài hát đấy cả, ai cũng cũng có những cái chung. Và ngôn ngữ cũng thế, ngôn ngữ là tiếng Việt là tiếng chung. Lên miền núi thì đồng bào ở trên miền núi người ta không nói đó là tiếng Kinh mà người ta nói đó là tiếng Trung. Còn các dân tộc có ngôn ngữ và có trang phục riêng thì những cái dịp lễ hội của các dân tộc này hay là trong cuộc sống hàng ngày thì đồng bào vẫn mặc các trang phục riêng. Còn đến những ngày lễ hoặc là những cái sự kiện mà mang tính chất là chung của đất nước thì đều mặc áo mũ thân cả, thì tôi cho thấy đây là một việc rất là hợp lý. Thế còn Vâng. là ngoài có một bạn là cũng bình là nó xấu, cái bộ này xấu thì tôi có hỏi comment hỏi bạn đấy là nó xấu chỗ nào thì chưa thấy bạn trả lời, bạn tên là bạn Linh thì phải đấy. Tiêu chí để nói xấu đẹp thì nó cũng nhiều góc nhìn đấy. Và thứ ba nữa có một bạn cũng nói rằng là cái bộ áo mũ thân mà nó tức là tại sao lại không, tức là trong cái tiến trình bây giờ là phải cải tiến nó đi để cho nó đơn giản hơn đấy, cho nó đơn giản hơn thì nó giản dị hơn, đơn giản hơn. Nhưng mà theo tôi cho rằng này, cái bộ áo mà như tôi đang mặc đây, bộ áo mũ thân đây là nó là tối giản nhất và nó là gọn gàng nhất, tối giản nhất, và nó mang tính chất rất là giản dị, khiêm nhường, thể hiện cái đức tính khiêm nhường của cha ông ta. Còn đối với những cái áo mà cách tân bây giờ thì các bạn nói là nó đơn giản, thực ra tôi thấy lại không đơn giản, rất phức tạp. Phức tạp vì sao? Phức tạp là vì thêu thùa này, in này, rồi chỗ những cái hàng cúc đằng trước này, và thiết kế thêm rất nhiều các thứ khác nữa. Đấy thì tôi thấy nó lại phức tạp hơn, và khi mặc một tấm áo vào thì nó không còn cái sự khiêm nhường nữa. Thứ hai, thứ thứ ba nữa là thế này, nói về cái đẹp thì có bạn nói là nó xấu, nhưng mà thực sự ấy, thì cái bộ áo ngũ thân mà theo truyền thống đấy thì bộ quốc phục triều Nguyễn này thì nó che giấu những cái khuyết điểm của bản thân cái người mặc đi. Hai nữa là ví dụ chẳng hạn như tôi chẳng hạn bây giờ chán hói, tôi có cái khăn vấn này tự nhiên cái khuôn mặt nó vuông vức lên, cho nên tôi trả lời rằng là bộ này tôi thấy là đẹp nhất và nhiều người đẹp nhất. Bởi vì nếu không đẹp thì tại sao bây giờ từ trong Nam đến ngoài Bắc và cả nước ngoài là một cái phong trào mà quay về với cổ phục và đặc biệt với bộ áo ngũ thân là rất là rầm rộ, rất là phát triển đấy. Vâng, vâng cảm Chính ơn anh Dũng ạ. Vâng. và những người nước ngoài ở Thanh Hóa thì hiện nay là cũng đã đến có khoảng gần 10 người đã đến để đo may áo ngũ thân. Như vậy nếu nó không đẹp thì người nước ngoài cũng không thể yêu mến nữa. Và tôi xin tạm Vâng. dừng ở đây. Vâng, tôi rất là đồng ý với lại là anh Cường và anh Dũng là cái việc là nó có trở thành quốc phục hay không thì nó phải phụ thuộc vào điểm chế hay là thể chế, đúng không ạ? Thế và khi mà nó đã được điển chế như là chúa Nguyễn Phúc Khoác cách đây mấy trăm năm đấy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ trở thành quốc phục. Thế còn nếu như mà nó không được điển chế thì là ai thích gì thì mặc nấy, thì đấy là cái quyền tự do cá nhân, thì tôi đồng ý với cái điều đấy. Trước khi chị Nguyễn Hoàng Ánh đặt câu hỏi thì xin mời anh Quang Hòa. Quang Hòa, vâng. Anh Quang Hòa, và mời anh Dạ. Quang Hòa bật mic ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Dạ, em xin chào anh Đinh Hồng Cường và Đinh Hồng Hải. Dạ. Sao em dạ. Chào quý vị tham gia chương trình ạ. Cũng như nhiều câu hỏi mà anh Cường đã trả lời và anh Dũng đã trả lời, thì có lẽ cái câu chuyện áo dài ngũ thân để được nó khẳng định, với là nó có thể nói là một cái quốc phục Việt Nam. Thì như chúng ta thấy mỗi quốc gia đều có là quốc kỳ, quốc hiệu, quốc ca và quốc phục. Nhưng mà hiện nay có thể thấy chúng ta có đủ nhưng mà quốc phục thì không. Thì
câu chuyện áo dài ngủ thân nó dần định hình trở lại, và có thể nói nó phải đáng xứng đáng là quốc phục Việt Nam. Vì dựa trên những kỳ qua các thời kỳ chúng ta thấy áo dài nó biến đổi hay thay đổi, thì không có cái trang phục nào để mà xứng đáng để gọi là cái quốc phục của Việt Nam, chính là áo dài ngũ thân cài khuy. Cũng như các bạn đã hỏi ta, cái áo dài ngũ thân nó cơ sở nào để mà chúng ta định hình nó là cái quốc phục, thì rõ ràng sau khi chủ Nguyễn Phúc Khoa đã định hình cho nó, thì đến thời vua Minh Mạng cũng một lần nữa khẳng định nó là một cái áo dài mà ngũ thân là chính là thường phục và cũng là tiền phục. Và trong cả triều Nguyễn thì áo dài ngũ thân nó được như anh cũng có nói đấy, nó chính là tiền phục so với các cái nhà cái vua quan rồi các cái vương giả, gia đình vương giả, thì so với thường dân gọi là thường phục. Thì họ cũng có thể minh chứng bằng những cái tư liệu lịch sử cho thấy là những kẻ người thường dân họ vẫn mặc, nhưng mà chỉ ở chỗ cấp độ là phân biệt rõ ràng so với những người cấp bậc cao hơn, là họ trong hoàng gia người ta mặc những cái chất liệu nó sang trọng hơn, còn với thường dân thì như là những cái chất liệu thô sơ hơn, người ta vẫn đi cày cấy buôn bán. Thậm chí có những hình ảnh chúng ta sẽ thấy trong thời kỳ ở Huế, những người buôn bán gánh bán bưng ở chợ Đông Ba thì người ta vẫn mặc áo dài ngũ thân, và trong cái sinh hoạt đời thường người ta vẫn luôn luôn sử dụng nó. Thì đến hôm nay thì trong cái sự kiện mà cách đây 2 năm trong cái đề án xây dựng Huế kinh đô áo dài, thì Quang Hòa được vinh dự là người tiên phong cũng như là kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao cũng như là đề án Huế kinh đô áo dài để thực hiện lại cái bộ trang phục này. Có lẽ là cũng như anh Cương đã nói là có những cái sự xuất hiện của nhóm đi làm việc cũng như những người mặc áo dài xuống phố, thì hầu như cái sự phản đối chính là những người có tuổi, trong khi những người giới trẻ như chúng tôi là những người muốn muốn tìm về cũng cố gắng duy trì cũng như là phát huy được cái tinh hoa của cha ông, đó là chính là áo dài ngũ thân, làm sao để duy trì và phát triển nó để phục dựng nó sau một thời gian đứt gãy do các cái thay đổi trong cái thể chế chính trị, thay đổi chế độ. Thì cái hình ảnh như anh Cường có nhắc tới là qua các sân khấu kịch rồi các cái vở tuồng, như là bị ám thị, do cuộc sống chúng ta bị ám thị bởi những hình ảnh là cường hào ác bá, những áp bức bóc lột từ những cái vị quan hay những cái người địa chủ từ cái thời phong kiến, nên phần nào cái áo dài ngũ thân nó cũng đã bị ảnh hưởng bởi những cái sự nhìn nhận đó, làm gây một cái tác động xấu về cái hệ lụy sự tồn tại của áo dài ngũ thân. Và mong rằng thì qua những cái sự kiện cũng như các cái chương trình thì Quang Hào Dài cũng muốn góp phần để lan tỏa hơn cái hình ảnh và giá trị của áo dài ngũ thân, để mọi người được hiểu hơn cái giá trị đó khi chúng ta có đầy đủ những cái về một cái quốc gia như là quốc kỳ, quốc ca, quốc hiệu, nhưng mà chúng ta vẫn chưa được công nhận cái quốc phục. Bởi chính cái áo dài hiện nay, như tôi thấy là áo dài hiện nay chính là cái áo dài đã bị biến đổi và có sự ảnh hưởng của phương Tây, chít ben hoặc yếu tố tây đắk lăng, nó là kỹ thuật của người Tây chứ không phải là một cái sự kế thừa và phát huy từ cha ông, chính là cái áo dài ngũ thân. Thì có lẽ không một cái áo dài nào khác, chính là cái áo dài ngũ thân khẳng định nó là quốc phục của Việt Nam. Và mong rằng cái sự đón nhận đó là mỗi người sẽ có một cái sự tìm hiểu hơn và sâu sắc hơn để được cái áo dài ngũ thân nó được công nhận cũng như ghi nhận là một cái trang phục truyền thống, và đi xa hơn nó sẽ là quốc phục của Việt Nam, để chúng ta có hội đủ là một quốc gia và tự hào khi đi ra nước ngoài chúng ta sẽ có cái trang phục truyền thống và tự hào về năm châu, là nam và nữ chúng ta có một cái trang phục gọi là quốc phục.
chứ không lại là người nữ thì có dài hiện đại, người nam thì mặc vest tông. Thì đến khi các nước bạn đều có trang phục truyền thống thì chúng ta thì lại chơi vơi trong một cái gọi là cái cộng đồng quốc tế không có một cái áo truyền thống thực sự. Đó là một cái chia sẻ của cô Hoa, và mong rằng là mọi người sẽ có một sự đón nhận và tìm hiểu hơn để hiểu thế nào là cái áo dài ngũ thân truyền thống, cũng như là công nhận áo dài ngũ thân là quốc phục Việt Nam. Vâng, rất là cảm ơn Hoa đã có những ý kiến từ cái góc độ của nhà chuyên môn, người làm trang phục, tạo ra những cái sản phẩm là áo dài ngũ thân truyền thống. Đấy, và anh lại là người ở Huế nữa, thì chắc chắn là anh hiểu rất là rõ về cái giai đoạn lịch sử mà Huế chuyển đổi từ nhà Nguyễn sang cái thời hiện đại. Và bây giờ nó là một cái sự phục hưng của cái áo dài ngũ thân, áo ngũ thân truyền thống của chúng ta. Và xin mời chị Hoàng Ánh nhé. À, dạ vâng, thật là rất là thú vị ạ, tại vì phụ nữ nào thì cũng thích trang phục, và tôi thì luôn luôn có một cái thắc mắc là tại sao mà phụ nữ Việt Nam thì có trang phục quốc phục mà nam giới Việt Nam thì cứ hễ có đến một cái sự kiện nào đấy lại mặc com lê, mình không hiểu nó ra là thế nào. Còn những cái bộ trang phục mà nam giới mặc sau này thì trông nó giống phường tuồng hơn, nó cũng không có một cái căn cứ nào để nói ra đấy là của Việt Nam. Thì tôi có mấy cái thắc mắc nếu mà nghe như thế. Thứ nhất là tôi muốn hỏi là thực ra mà nói thì nếu mà nói về chiến tranh hay là nếu phải nói về về gọi là những cái biến động xã hội thì Triều Tiên hay Trung Quốc cũng có rất là nhiều biến động xã hội như Việt Nam. Thế thì tại sao mà người ta vẫn có thể giữ được cái trang phục truyền thống ấy mà Việt Nam thì lại không? Đấy, tức là có rất nhiều thứ của Việt Nam biến rất là nhanh. Ví dụ như là bây giờ tôi nhớ là đến độ khoảng những năm 70 tôi vẫn còn ngồi xem Bà Tôi Ăn Trầu. Tức nó mới khoảng 40 năm. Thế nhưng mà bây giờ tôi mà mô tả cái cưới trầu với cái bình vôi ấy, con tôi nó không biết là cái gì. Đấy, thì thời gian độ khoảng những năm 70 tôi vẫn có thể nhìn thấy ông tôi mặc áo the. Thế nhưng mà bây giờ mà tôi đi tìm một tiệm may áo the, họ không biết may như thế nào. Thì tôi rất là làm ngạc nhiên là tại sao những cái di sản văn hóa của Việt Nam nó lại biến đi nhanh như vậy. Đấy, cái gì làm cho của Việt Nam nó lại biến, ví dụ như là nếu mà biến động kinh khủng thì Trung Quốc còn biến động nhiều hơn Việt Nam. Nhưng tại sao của Việt Nam lại biến triệt để? Nhưng nếu chúng ta qua Trung Quốc, người ta sẽ thấy là họ vẫn có tất cả các tài liệu ấy, quy định rất rõ ràng là áo may như thế nào, dài ngắn như thế nào, từng vùng khác nhau như thế nào vẫn đầy đủ. Nhưng mà của Việt Nam thì không có. Và tôi cũng công nhận cái lời nói của các anh ban nãy, tức là lúc ấy tôi vẫn nhớ là thậm chí là khi mà ông tôi mà mặc áo the ấy, thì chỉ dám lén lút mặc trong nhà khi cúng thôi, không có dám mặc ra đường, bởi vì là nó bị gọi là tàn tích của chế độ phong kiến ấy. Đó, thì có một điều mà tôi luôn luôn thắc mắc, tức là lúc ấy là song song với cái chuyện đấy thì chế độ Việt Nam ấy là rất là bài xích tất cả những cái gì của Tây phương, những cái di sản của người Pháp là bị bài xích hết. Chúng ta thấy thậm chí tức là đến tượng vườn hoa các thứ cũng đập. Thế thì tại sao một mặt thì chúng ta ghét di sản của người Pháp thế, nhưng mặt thứ hai thì chúng ta lại cấm không cho người ta mặc đồ truyền thống mà lúc ấy lại chỉ được mặc Âu phục thôi. Đó. Và một cái thứ ba nữa là chúng ta đều biết là trong lịch sử Việt Nam là một nước rất nghèo. Tôi vẫn còn nhớ, tôi có đọc được một cái tài liệu, người ta nói là một cái ông quan của Việt Nam thì gọi là nghèo, một ông quan mà đến quan cấp nhà nước của Việt Nam thì còn nghèo hơn cả một ông quan chỉ ở cấp tỉnh của Trung Quốc. Một đất nước nghèo như vậy, tại sao trang phục tốn kém thế? Tức là một cái áo tứ thân hay áo ngũ thân gì đó có thể may lại thành ra được đến hai bộ quần áo về sau này. Thế thì tại sao nghèo mà lại tốn kém thế? Nói thế thì mong các anh giải thích dùm, bởi vì tôi cũng chỉ muốn hiểu cái biến động của lịch sử thôi ạ. Tôi muốn hỏi là tại sao cái quần đen của phụ nữ nó ở đâu ra ấy? Tôi tuyệt đối không biết, tôi đọc mãi không có tài liệu, tôi không biết là mọc ở đâu giới quần đen của phụ nữ. Thời bà tôi không có mặc quần đen, bà tôi là mặc áo cánh quần nâu đấy. Thế xong rồi tự dưng đến đời mẹ tôi mặc quần đen,
Tôi không biết nó mọc ở đâu ra, và thậm chí trong một thời gian rất dài là chúng tôi phải đi buôn lụa ở phương châu Âu về để cho phụ nữ Việt Nam may quần đen. Nó không phải là đồ Âu, nó cũng chẳng phải là đồ Việt. Thế nó ở đâu ra thế ạ? Vâng, cảm ơn các anh. Nếu các anh có thể giải thích được. Dạ vâng, chắc là có lẽ là xin được giải đáp một chút thắc mắc của chị ạ. Thứ nhất là chị đang muốn nói về cái câu chuyện về biến động của đất nước Việt Nam của chúng ta, thì có thể như lúc nãy tôi có chia sẻ là có tới 7 cái lý do chính để dẫn đến cái bộ trang phục này không còn xuất hiện một cách phổ biến ở trong xã hội đương đại nữa. Thì có thể nói rằng là tôi nói một cái lý do rất tế nhị thôi, đó là từ sau khi mà chúng ta hình thành lên một cái thể chế mới, thì bắt đầu các quý vị thấy là cái bộ trang phục như là cái bộ áo trang phục áo đại cán đó, đã được cái chính quyền sau này mặc và đã trở thành một cái bộ trang phục mặc rất là phổ biến. Và về sau này thì chúng ta đã quy định nó trở thành là gọi là trang phục ở công sở. Như là vừa rồi chị có nêu ra là đối với phụ nữ thì là mặc áo dài truyền thống, và đối với nam giới thì là mặc cái áo com lê veston và quần Âu. Thì đây nó là một cái có thể nói là tôi thấy rất là chua chát, bởi vì là rõ ràng là ngay chính cái bộ trang phục mà com lê veston nó có xuất phát điểm từ chính đất nước của Pháp, mà Pháp lại là cái nước xâm lấn đất nước của chúng ta, mà rồi chúng ta lại quay ngược trở lại để công nhận rằng cái bộ trang phục ở công sở được mặc. Và đây cũng là một cái yếu tố mà sau này ở bên chỗ sở văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế, khi mà các anh em, đặc biệt là có anh Phan Thanh Hải, là một cái người có thể nói là rất yêu văn hóa của Việt Nam, và anh ấy đã rất là nỗ lực vận động các anh em ở trong sở để chỉ cần là cứ mỗi một cái ngày đầu tháng thôi là để mặc vào cái nghi lễ chào cờ, và mặc là để tôn vinh, bởi vì Huế chính là cái kinh đô của áo dài, chính là cái nơi mà sản sinh ra cái bộ trang phục áo năm tân ngày quy đó. Cho nên anh ấy với một cái tinh thần là yêu văn hóa và mong muốn là cái người làm về cái công tác quản lý văn hóa thì làm sao đó cũng phải thể hiện được cái cốt cách của những cái người làm công tác quản lý, là họ phải gìn giữ được, sau đó họ phát huy được và vận động tất cả các anh em là mặc vào những cái nghi lễ mà đầu 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 tuần, mà để là làm cái nghi lễ chào cờ đó. Thì tôi vô cùng là băn khoăn rằng là đấy, tại sao chúng ta lại có những cái thuộc về các cái giá trị văn hóa truyền thống, thì chúng ta đáng lẽ ra là chúng ta phải bảo lưu bảo tồn nó, thì cuối cùng ở đây thì chúng ta lại phải thừa nhận rằng là đấy, phụ nữ thì được mặc áo truyền thống, còn nam giới thì lại mặc chính cái trang phục của cái người, của cái nước mà đã từng thôn tính của nước ta, mà trong khi đó lại quy những cái bộ trang phục áo năm tân ngày khuy này lại thuộc về cái gọi là cường hào ác bá, là địa chủ, là quan lại, là cái triều đình của nhà Nguyễn, và dường như là cái chính quyền mới thời đó họ đã nhận thức một cách khá là phiến diện, họ không phân biệt được là người nào có công và người nào có tội. Còn cái bộ trang phục này nó là cái kết tinh của nhiều người, của nhiều nghệ nhân, của nhiều làng nghề, chứ không phải một mình cá nhân nào có thể làm được ra bộ trang phục áo năm tân ngày quy này. Cho nên đấy là một cái nghịch lý mà chúng tôi khi đi tìm lời giải đáp phải nói rằng có những lúc tôi rất là tránh né, không muốn đả động đến, bởi vì chúng ta cũng biết là những năm 60 của thế kỷ 20 chúng ta đã bị một cái giai đoạn gọi là cái cuộc cách mạng về mặt văn hóa đã làm mất đi rất nhiều các cái giá trị mà của tiền nhân chúng ta để lại. Cho nên cái phong trào phục dựng trở lại đây, cái điều đầu tiên là cũng rất là mong chị là hãy nhìn với chúng tôi với một cái con mắt của một cái sự đồng cảm chia sẻ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như chị có nhu cầu muốn may áo the khăn xếp thì cứ liên hệ, nếu như chị ở đâu thì tôi sẽ sẵn sàng là người sẽ tư vấn và giới thiệu cho chị gặp được những nghệ nhân hoàn toàn rất là tài năng, có thể may theo đúng lối của các cụ ngày xưa. Và nếu như chị mà ở Hà Nội lúc nào đến nhà tôi chơi thì tôi sẽ còn ngồi tôi còn nói rất là rõ hơn thế nào được gọi là trong gián hồ hay là ngoài phô trứng giận hay là những cái đường tinh hoa mà người nghệ nhân đã kết tinh ở trên cái chiếc áo năm tân ngày quy này. Thì đấy là tôi xin trả lời tiếp như vậy. Thế còn lại là khi chị nói về cái chuyện là áo đen kiếm ở đâu ra hay là áo trắng kiếm ở đâu ra, thì tôi cũng phải nói rằng là cái lịch sử hình thành của cái chiếc áo năm thân gài khuy cũng như là các cái bộ trang phục khác, trừ những cái bộ mà được đưa vào điển lễ mà anh Hải cũng đã nêu, tức là thuộc về bộ quốc phục ấy, là thuộc về bộ triều phục ấy, thì cái đấy là điển lễ được ghi rất là rõ ràng từ vấn đề áo mặc cái gì, quần mặc cái gì, thường mặc cái gì, yếm mặc như thế nào, tất cả mọi thứ đều quy định rất là rõ. Còn ở đây, ở đối với cả những bộ thường phục
hoặc là những bộ tiện phục thì hoàn toàn là theo thời gian. Nghĩa là cái thời ban đầu là chúng ta cũng đã từng mặc những cái loại như chị đã nói, đã nêu, đó là cái màu vải, gọi là màu vải mà đã được nhuộm để trở thành là cái màu nâu sòng, hay là những cái vải màu thanh cát, những cái vải diềm bâu rất là rẻ tiền. Còn cái vải mà chúng ta gọi là cái màu đen, mà như một thời kỳ chúng ta gọi là cái vải sa tanh ấy, nhuộm để trở thành cái màu đen mặc cho phụ nữ ấy, thì vì tôi không đi sâu lắm về cái câu chuyện này, nhưng có thể thầm đoán rằng nó cũng chỉ ở vào cái thế kỷ thứ 20 thôi, nhất là vào cái giai đoạn mà tầm giữa khoảng tầm năm 40-50 trở về sau này, thì cái bộ trang phục là cái màu đen đó là được mặc phổ biến nhiều hơn. Nhưng mà đọc mặc song song ở đây thì như các cụ mình vẫn thích ưa hơn khi mặc cái áo năm thân gài quy đấy, như nhìn cái cổ của anh Hải thấy rất là rõ ràng là cái áo màu trắng bên trong để tôn vinh lên cái áo khoác ngoài bên ngoài là cái áo năm thân, thì cái quần là sẽ mặc thêm cái màu trắng nữa. Và người phụ nữ cũng vậy, nhất là phụ nữ gọi là trẻ tuổi mà mặc cái quần màu trắng, nhưng cái ống quần nó sẽ rộng ở đây khoảng tầm từ 35 đến 37, thậm chí có những nơi là tận 40 cơ. Và bên ngoài là mặc áo năm thân, thì cả người đàn ông và người phụ nữ của Việt Nam mà khi mặc cái bộ trang phục này thì phải nói rằng là vô cùng nền nã, vô cùng đẹp đẽ. Dạ vâng ạ. Vâng, có mấy cái ý mà chị Hoàng Ánh hỏi anh Cường chưa trả lời là cái ý thứ nhất ấy, là thực ra không phải là ở Việt Nam mà Trung Quốc hay là Bắc Triều Tiên cũng giống như chúng ta cả thôi. Cái giai đoạn cách mạng văn hóa ở Trung Quốc hay là cải cách ruộng đất ở Việt Nam hay là như Bắc Triều Tiên bây giờ, thì thực ra là tất cả những yếu tố truyền thống hay là yếu tố mà được gọi như lúc nãy anh Cường anh nói đấy, gọi là tàn dư của chế độ phong kiến ấy, thì bị xóa sổ hết. Chẳng qua là ở Trung Quốc hay ở Việt Nam, thì ở Việt Nam chúng ta thì sau giai đoạn đổi mới, đúng không ạ? Thế còn Trung Quốc thì cũng gần gần như thế thì mới phục hưng lại thôi. Thế còn trước đấy thì là xóa sổ hết, chỉ mặc toàn đồ của Mao thôi. Thứ hai là chị Hoàng Ánh có nói rằng là tại sao lại mặc những cái bộ tốn kém như thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là không quá tốn kém đâu. Như là cái bộ mà anh Cường anh ấy may cho tôi đây thì là nó cũng không quá đắt tiền. Và thực ra thì là nó là 5 mảnh, tức là nó cũng chỉ hơn một cái áo khoác bình thường một chút thôi, chứ không phải là quá tốn kém đâu. Tất nhiên là ngày xưa thì họ may rộng hơn bây giờ. Bây giờ thì cái xu thế là có vẻ như là may fit body, đúng không ạ? Là cái trend của bây giờ. Đấy, thế còn một cái nữa là chị Hoàng Ánh có hỏi rằng là tại sao lại xuất hiện cái quần đen. Thế thì thực sự là cái này là một câu hỏi rất là hay nhưng mà cũng không dễ trả lời. Thế tôi thì tôi chỉ đoán thôi ạ. Trong cái câu thơ của Nguyễn Bính ấy, là nào đâu cái yếm lụa sồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân vân vân. Tức là cái quần nái đen ấy, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là do ngày xưa là cái việc là áo nâu nhuộm bùn hay là người ta nhuộm thành những cái màu sẫm như thế là những cái màu trong tự nhiên, chứ còn để màu tía hay màu vàng, màu đỏ hay là màu xanh là cực kỳ khó. Có lẽ là như vậy, đấy là cái dự đoán của tôi thôi ạ. Và tiếp theo thì tôi xin mời anh Trọng Huyền và sau đấy thì mời chị Nguyễn Hiền ạ. Anh Trọng Huyền là giơ tay rất lâu rồi, thế nhưng mà vì là câu hỏi cũng dài mà trả lời cũng dài, thế nên là phải chờ hơi lâu. Xin mời chị Nguyễn Hiền ạ. Em xin chào anh Cường ạ và các anh chị ở đây ạ. Thì cá nhân em thì rất là trân trọng những cái nghiên cứu cũng như là những cái nỗ lực cố gắng của cá nhân anh Cường cũng như là các anh chị mà đã có những phổ biến và đã đưa đến mọi người những kiến thức cơ bản về áo ngũ thân. Thì cá nhân em thì xin có hai ý. Thứ nhất là muốn chia sẻ về quan điểm cá nhân của mình về vấn đề của buổi ngày hôm nay. Thì em thấy rằng là ở đây các anh chị đang có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề áo ngũ thân. Thì cá nhân em thì cho rằng là áo ngũ thân là một trang phục và nó là một yếu tố của văn hóa. Vì vậy nó đã trong dòng chảy của lịch sử. Và trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam thì nó cũng chịu tác động của yếu tố khách quan và chủ quan. Và việc nhà nghiên cứu trân trọng và phục dựng lại thì em nghĩ là rất là cần phải phát huy hơn. Và nó có sẽ cách nhiều tiếp cận khác nhau hơn. Là ý cá nhân của em. Ý thứ hai là em cũng muốn hỏi cá nhân anh Cường và các anh chị có quan tâm là trong tương lai thì các anh chị có những cái dự án nào để đưa cái kiến thức về cổ phục Việt Nam, đặc biệt là ở đây là qua cái hình ảnh áo ngũ thân, tiếp cận nhiều hơn đối với thế hệ trẻ. Ví dụ như cá nhân em là một người làm về giáo dục chẳng hạn, thì có thể là các anh chị có những dự án để giới thiệu với các em học sinh ở bậc tiểu học hoặc ở trung học cơ sở cấp 2 để đưa vào những tiết học trải nghiệm, thì em nghĩ đó cũng là một trong những cái ý các anh chị có thể suy nghĩ hoặc là hướng tới trong tương lai đối với thế hệ trẻ.
Em xin hết ý kiến ạ. Vâng, xin được trả lời luôn. Có lẽ là gọi là em Hiền, thực ra là em Hiền là một cái người tiện đây là phải gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc đến Hiền, bởi vì khi mà làm cái luận văn thạc sĩ về ngoại giao của nhà Trần thì Hiền đã giúp đỡ rất là nhiều về góc độ tài liệu cũng như là về cái phương pháp luận nghiên cứu, rất là cảm ơn. Và hôm nay thế nào hữu duyên đầu năm thì anh em lại được gặp nhau. Thì với cái câu hỏi của Hiền thì như thế này. Riêng năm 2021, mặc dù là tình hình dịch bệnh, thế nhưng mà mình đã nhận may khoảng độ tầm trên dưới khoảng 500 bộ trang phục về áo năm thân gài khuy, và mình nhằm đến đầu tiên chính là các Phật tử, bởi vì mình cũng do nghiên cứu về Phật giáo của Việt Nam và cũng có cái cơ duyên là gặp được rất là nhiều các bậc chân tu. Thì khi đến các ngôi chùa và mình chia sẻ với cả các quý sư thầy ấy và quý sư ni thì rất là hữu duyên thế nào là cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy này lại có được cái câu chuyện về văn hóa liên quan đến cái biểu tượng, tức là đấy, hai thân trước là tượng trưng cho cái người cha người mẹ sinh thành ra mình, hai thân sau là tượng trưng cho người cha người mẹ sinh thành ra cái người hôn phối, và thân bên trong là thân con, thân của người mặc áo, và làm cái người con thì phải giữ cái đạo hiếu. Và khi tôi kể cái câu chuyện này ở trước các Phật tử, có thể cả hàng trăm các Phật tử, hàng nghìn các Phật tử khi ngồi nghe về một cái câu chuyện văn hóa như vậy thì họ rất là xúc động, bởi vì họ thấy rằng ôi thế thì cũng rất là giống với cái tinh thần của đạo Phật. Thì đấy là cái dự án mà tôi đã làm và tôi cũng sẽ tiếp tục trong cái câu chuyện, bởi vì tôi được biết rằng là đi vào trong nhà chùa thì tôi không phải là chỉ tiếp cận được với một người hay là một vài người, mà tôi được tiếp cận với cả một đạo tràng. Và đạo tràng đấy có thể là hàng trăm người, có thể là hàng nghìn người. Và cái sự lan tỏa tôi nghĩ là không nhỏ. Cái thứ hai là bởi vì tôi tốt nghiệp trường học viện ngoại giao, cho nên là vừa rồi vì do là Covid thì tôi cũng đã có cái lời mời là vào trong bên học viện ngoại giao để có thể sẽ trao đổi với cả các sinh viên của trường học viện quan hệ quốc tế, để họ sẽ hiểu hơn về cái bộ trang phục mà hiện nay có thể nói rằng là rất là hữu duyên và cũng rất là may mắn là một số các vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền của chúng ta, tôi lấy liệt kê ví dụ như là anh Ngô Hướng Nam là đang là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của chúng ta ở tại nước Úc, hay là anh Phạm Xanh Châu là ở đất nước Việt Nam của chúng ta ở tại Bhutan và của tại Ấn Độ, hay là anh anh Trần Ngọc Anh thì là đang là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của chúng ta ở tại Vương quốc Anh. Thì một số các vị đại sứ của chúng ta và một số các nhân viên làm việc ở đại sứ quán thì cũng đã mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy này. Và tôi đã rất là tham vọng rằng là nếu như được quay trở lại Bộ Ngoại giao, quay trở lại với cả Học viện quan hệ quốc tế để có thể trao đổi với cả các sinh viên của học viện cũng như là đoàn thanh niên của Học viện Ngoại giao, bởi vì đây chính là cái mặt trận đầu tiên mà tôi nhắm đến, vì họ là những cái người làm công tác đối ngoại. Nếu như trường hợp mà họ nhận diện được ra rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta có một bộ trang phục vô cùng nền nã, vô cùng đẹp đẽ và có thể hoàn toàn sánh vai được với cả các bạn bè Nam Châu, và nó mang hoàn toàn bản sắc của văn hóa Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào là như vậy. Thế và một cái tham vọng nữa của tôi là không phải chỉ ở trong cái lĩnh vực mà thuộc về ngoại giao nữa, mà tôi rất là mong muốn nữa là bên chỗ sở về bên bộ du lịch, thể thao và du lịch, là những cái đơn vị mà họ đang làm cái công việc truyền bá cái văn hóa của đất nước Việt Nam chúng ta, nghĩa là trên sân bay hoặc là nhiều sở ban ngành, tất cả các tỉnh thành thì đều có sở du lịch hết. Cho nên nếu như mà những cán bộ chuyên trách mà họ làm về cái vấn đề về công tác về truyền bá hoặc là công tác mà về lễ tân ấy, mà họ có thể mặc được cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy này thì đó là một sự truyền bá vô cùng rất là hay. Và tôi cũng rất là mong rằng là nếu như trong một cái tương lai gần đây mà chúng ta có cái cơ hội mà được trở về cái ngôi trường của Hiền để có thể là sẽ nói chuyện với cả các thầy cô giáo cũng như với các em học sinh thì thật sự là đấy là một cái niềm vinh hạnh của cá nhân tôi cũng như là của các anh em đang đang đi trên cái con đường là phục dựng lại cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy.